Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau: Lâm Đồng gặp mặt tri thức tiêu biểu, các hoạt động thăm hỏi tặng quà Tết của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh, những quy định mới về tiền gửi có kỳ hạn. Ở câu lạc bộ dệt thổ cẩm ở Iaka, tỉnh Gia Lai, các tiên tăng cường quản lý xe vận chuyển hàng hóa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 22 tháng 1 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo 12 huyện thành phố và các đơn vị liên quan. Năm 2018, công tác quốc phòng địa phương được cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành trong tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quan điểm, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ với công tác quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Cơ quan quân sự các cấp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nghị định của chính phủ về giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển quân, tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực đạt 100% kế hoạch. Các địa phương hoàn thành 100% chương trình huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Công tác giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ có hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm công bằng, chất lượng, đúng luật. Đảng viên nhập ngũ đạt 4,73%. Sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên đạt trên 98%, vượt 3,39% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Về giáo dục quốc phòng an ninh, toàn tỉnh có 70 trường trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học, tổ chức cho hơn 57.000 học sinh, sinh viên học tập. Trường chính trị tỉnh lồng ghép 31 lớp cho hơn 2.300 học viên, đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đại diện các địa phương, sở ngành đã trao đổi những vấn đề trong công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh, đề xuất và các giải pháp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế về công tác quốc phòng địa phương trong năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đề nghị các ngành địa phương chủ động làm tốt công tác tham mưu, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng sức mạnh tổng hợp toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng địa phương, tích cực chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, tiếp tục đề cao sức mạnh tổng hợp của toàn dân về hệ thống chính trị, tổ chức tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đẩy mạnh công tác phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và chú trọng làm tốt công tác dân vận, đảm bảo các chương trình an sinh xã hội, chính sách đối với lực lượng vũ trang và chăm lo chính sách hậu cần quân đội. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng đã tặng cờ thi đua cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trong, đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2018, tặng bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian qua. Chiều nay 22 tháng 1, tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt các đại biểu trí thức tiêu biểu đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ban ngành của tỉnh và đội ngũ trí thức tiêu biểu đã tham dự. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin đến đội ngũ tri thức tiêu biểu một số kết quả về kinh tế xã hội của Lâm Đồng trong năm 2018, nhiệm vụ giải pháp trong năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá.
17 trên 17 chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu một người một năm. Ngoài ra, một số chỉ tiêu như kim ngạch xuất khẩu đạt 661 triệu đô la Mỹ. Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 6,5 triệu lượt. Thu ngân sách nhà nước đạt 7.100 tỷ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, toàn tỉnh có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng trưởng cả về chất và lượng. Hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Những kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đây là cơ sở để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế xã hội trong năm 2019. Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện các tri thức tiêu biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến các định hướng phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể, nhất là phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình hiện nay, cũng như các chính sách thu hút lực lượng trí thức về làm việc, cống hiến tại địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đánh giá cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. Đây là lực lượng nông cốt, sáng tạo và truyền bá tri thức, đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, hiện nay đội ngũ tri thức ở Lâm Đồng không ngừng phát triển mạnh về số lượng và cơ cấu trên các lĩnh vực. Có những đóng góp tích cực và quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, lao động sáng tạo với nhiều giải pháp, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội. Do đó, trong thời gian tới, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục thể hiện tinh thần, trách nhiệm, cống hiến sức lực, trí tuệ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước, cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Liên quan đến một số ý kiến góp ý, đề xuất của đại diện đội ngũ trí thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu và có những điều chỉnh áp dụng triển khai, thực hiện trong thời gian tới một cách phù hợp và đạt hiệu quả cao. Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đến cuối năm 2018, ngành ngân hàng trong toàn tỉnh có 52 đơn vị gồm 24 chi nhánh ngân hàng thương mại, 1 chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, 1 chi nhánh ngân hàng phát triển, 1 ngân hàng hợp tác xã và 25 quỹ tín dụng nhân dân. Hoạt động huy động vốn với số dư trên 48.328 tỷ đồng, tăng gần 4.434 tỷ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm đạt trên 37.000 tỷ đồng, tăng trên 8%. Tổng số dư nợ cho vay đạt trên 86.561 tỷ đồng, tăng trên 23%. Song song với việc tăng trưởng, các tổ chức tín dụng cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu còn 356 tỷ đồng, chiếm 0,41% trong tổng dư nợ. Bám sát thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Doanh số cho vay cả năm đạt trên 95.000 tỷ đồng. Cho vay các xã xây dựng nông thôn mới trên 39.000 tỷ đồng. Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch 360 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã chủ động tiếp cận doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, nắm bắt những khó khăn nhằm thoát gỡ, hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp. Doanh số cho vay mới, tái cơ cấu thời hạn nợ, giảm lãi suất đạt gần 16.000 tỷ đồng, với 849 doanh nghiệp được tiếp cận vay vốn bằng 47% so với năm trước, dư nợ đạt trên 6.500 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tín dụng, hợp tác xã tiếp tục tăng trưởng, phát triển ổn định cả về huy động và cho vay. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên đã đánh giá cao những kết quả mà ngành ngân hàng Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2018. Phân tích một số mặt tồn tại hạn chế, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2019, ngành ngân hàng tỉnh Lâm Đồng cần triển khai kịp thời chính sách tiền tệ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để xây dựng kế hoạch tín dụng, thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu thấp hơn mức 0,41%, tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, cho vay xây dựng nông thôn mới, cho vay chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và tăng cường các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của ngành ngân hàng.
Hôm qua 21 tháng 1, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã chủ trì hội nghị giám sát chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường thu gom xử lý rác thải sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tham dự hội nghị có đại diện một số sở ngành địa phương liên quan. Trong thời gian qua, Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, nhận thức nhân dân và các doanh nghiệp được nâng cao. Nhiều chương trình liên tịch đã được ký kết và thực hiện giữa cơ quan quản lý nhà nước. Các nội dung bảo vệ môi trường được đưa vào các cam kết, hương ước và là một tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng, xem xét, công nhận gia đình văn hóa, thôn, buôn, khu phố và cơ quan văn hóa. Toàn tỉnh có hơn 3.773 hồ sơ môi trường được phê duyệt, có 6 dự án thu gom và xử lý chất thải rắn tập trung. Số đơn vị kinh doanh xây dựng mới đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường chiếm hơn 90%. Tuy nhiên, việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị đang là vấn đề nan giải. Khối lượng phát sinh lớn nhưng không tập trung, tỷ lệ thu gom còn hạn chế. Chất thải rắn phát sinh chưa được thu gom và xử lý triệt để là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí tại hầu hết các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Từ năm 2013 đến 2018, ngành Tài nguyên Môi trường kiểm tra 1.383 đơn vị, xử phạt hành chính 260 đơn vị. Tại huyện Lạc Dương, mỗi ngày thu gom 7 tấn rác thải. Thành phố Đà Lạt thu gom rác thải đạt tỷ lệ 99%, có nhà máy xử lý rác thải, tiếp nhận khoảng 170 tấn rác mỗi ngày. Riêng lượng rác thải sản xuất nông nghiệp là khoảng 5 đến 10.000 tấn mỗi năm và đã có 151 bể thu gom loại rác thải này. Tuy nhiên, vấn đề xử lý rác thải các địa phương này cũng như toàn tỉnh vẫn chưa triệt để. Hội nghị cũng đã nhìn nhận những hạn chế trong công tác quản lý môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Cơ chế hợp tác và phối hợp với các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương chưa thực sự gắn kết. Còn xảy ra hiện tượng phá rừng, nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường và quan trắc môi trường còn hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng với các ngành chức năng và các địa phương sẽ tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, xây dựng các kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm về đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường, tăng cường năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương và đề nghị Trung ương hỗ trợ địa phương về nguồn vốn, kỹ thuật đầu tư, xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh và nhà máy xử lý chất thải. Chiều 22 tháng 1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Dự hội nghị có ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành và hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng đã tham dự. Theo báo cáo, trong năm qua, ngành xây dựng đã vượt các chỉ tiêu của ngành. Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 42%, tăng 0,2% so với năm 2017. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 50%, tăng gần 8%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 70% và tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt gần 90%. Sản xuất kinh doanh tăng 11%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn một số hạn chế như việc quản lý trật tự xây dựng tại một số địa phương còn thực hiện chưa tốt, tiến độ triển khai lập quy hoạch tại một số địa phương còn chậm, công tác triển khai nhà ở xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở cho người có công và hộ nghèo triển khai còn chậm so với kế hoạch. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đánh giá cao những kết quả mà ngành xây dựng đã đạt được trong thời gian qua, đã góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực đầu tư công, phát triển đô thị. Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh lưu ý, trong năm tới, ngành xây dựng Lâm Đồng cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu đề ra,
Theo đó, ngành phải hoàn thiện công tác thẩm định, trình phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh để huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo định hướng nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị, tăng cường công tác quản lý dự án, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư đối với các vấn đề liên quan đến khai thác khoáng sản, đề xuất cơ chế thu hút các doanh nghiệp vào lĩnh vực xây dựng và một số vấn đề khác liên quan tới công tác thanh kiểm tra, giải quyết, tiếp nhận các đơn thư trong lĩnh vực xây dựng. Dịp này, Sở Xây dựng đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Hai cá nhân thuộc ngành xây dựng cũng nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ vì đã có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. Chiều hôm nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành thông tin và truyền thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đại diện các ban xây dựng đảng, lãnh đạo một số sở ngành đã tham dự. Trong năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã triển khai tốt công tác chuyên môn với 10 nội dung cụ thể. Cơ sở hạ tầng, mạng lưới, bưu chính, viễn thông, Internet phát triển đến các xã, phường, thị trấn, cùng vùng sâu vùng xa. Doanh thu bưu chính viễn thông ước đạt gần 2.400 tỷ đồng, tổng số trên 1.500 triệu thuê bao điện thoại. Phát hành báo chí ước đạt hơn 8 triệu tờ cuốn. Sở cũng đưa vào sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị cấp xã trên 74%. 100% cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử, đã xây dựng và hoàn thiện trục kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành 3 cấp, đã lắp đặt đưa vào sử dụng 69 điểm phát Wi-Fi tại 14 khu vực ở thành phố Đà Lạt, thực hiện công tác cảnh báo, hỗ trợ các đơn vị đảm bảo an toàn thông tin mạng. Các cơ quan thông tấn báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh đã kịp thời thông tin, phản ánh một cách nhanh chóng, chính xác các nội dung về kinh tế, văn hóa xã hội, dư luận quan tâm tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại được chú trọng và đi vào chiều sâu. Công tác quản lý về thông tin cơ sở dần ổn định. Hệ thống 135 đài truyền thanh cơ sở tại các huyện, thành phố đã bám sát đề cương tuyên truyền. Công tác thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm trên lĩnh vực thông tin, Internet, quản lý thông tin thuê bao cũng được chú trọng và đạt hiệu quả. Ghi nhận những kết quả mà Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đạt được, cũng như những ý kiến đóng góp và tham luận trình bày tại hội nghị, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu ngành cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 trên lĩnh vực bưu chính, tập trung phát triển hạ tầng, chuyển phát và logistics cho chương trình thương mại điện tử tại địa phương. Trên lĩnh vực viễn thông, đảm bảo ổn định thị trường, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về quản lý thông tin thuê bao di động đối với doanh nghiệp, triển khai nhiệm vụ của đề án số hóa truyền hình mặt đất. Trên lĩnh vực công nghệ thông tin, phải xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, kinh tế số và thành phố thông minh. Lĩnh vực an ninh mạng, thông tin tuyên truyền, phải tăng cường công tác quản lý thông tin, bám sát sự kiện kịp thời, thông tin định hướng dư luận xã hội, xây dựng kế hoạch và triển khai các đề án quản lý hoạt động truyền thanh, truyền hình cấp huyện đến năm 2020. Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 15 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác thông tin truyền thông năm 2018. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chiều 21 tháng 1 tại thành phố Bảo Lộc, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng kết hợp tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc tổ chức chương trình Tết Sum Vầy 2019 cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Đến dự có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. Tại chương trình Tết Sum Vầy, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng và tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tặng 320 suất quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đà Oai và thành phố Bảo Lộc. Mỗi phần quà Tết bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo nếp, dầu ăn, đường, muối, sữa, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo có thêm điều kiện để đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Mỗi suất quà có trị giá 800.000 đồng. Đến dự chương trình Tết Sum Vầy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa cũng đã thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2018.
và gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã chung tay đồng hành cùng tỉnh chăm lo cho người lao động khó khăn. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh cũng đã gửi lời chúc đến các gia đình người lao động, các doanh nghiệp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Liên đoàn Lao động tỉnh còn tặng 15 suất học bổng giúp cho con em người lao động nghèo vượt khó học giỏi và trao tặng một máy ấm công đoàn trị giá 50 triệu đồng giúp một công đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Di Linh. Tiếp tục chương trình là một số thông tin về hoạt động tặng quà Tết của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 22 tháng 1, Học viện Lục quân tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Đà Chai, huyện Lạc Dương. Đoàn đã trao 20 suất quà gồm gạo, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho các gia đình với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Được biết đây là hoạt động thường niên được Học viện Lục quân triển khai trước mỗi dịp Tết đến tại các địa phương kết nghĩa. Thông qua đó không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết, mà còn thể hiện sự quan tâm của Học viện trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân vận, góp phần động viên các hộ nghèo, gia đình chính sách đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Cũng trong dịp này, Học viện Lục quân đã đi thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết cấp ủy chính quyền xã Đà Chai. Sáng 22 tháng 1, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương thực hiện chương trình phổ biến pháp luật và chia sẻ yêu thương nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi. Tại đây, chị em phụ nữ trong xã được nghe cán bộ Hội Phụ nữ tuyên truyền phổ biến những nội dung của Luật Nghĩa vụ Quân sự, những quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và tình hình diễn biến phức tạp của tệ nạn tín dụng đen đang gây hậu quả cho nhiều gia đình và gây mất trật tự xã hội ở địa phương. Qua đó giúp cho chị em phụ nữ tích cực tuyên truyền động viên các gia đình và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sau ngày Tết Nguyên đán, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn đã trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá trên 500.000 đồng, gồm gạo, mùng mền, dầu ăn, bánh kẹo, bột ngọt và một số mặt hàng thiết yếu khác cho chị em phụ nữ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đà Ròn và xã Ca Đơn. Phần tin trong nước có những nội dung đáng chú ý. Những quy định mới về tiền gửi có kỳ hạn. Gìn giữ nét đẹp văn hóa dệt thổ cẩm của buôn làng Mơ Rông, xã Iaka, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 49 quy định về tiền gửi có kỳ hạn. Theo đó, các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư 49 cũng quy định chi tiết đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn bao gồm người cư trú là tổ chức cá nhân và người không cư trú bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối. Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 tháng trở lên. Ngoài ra, thông tư cũng quy định thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải được lập thành văn bản. Các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định tại thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 7, 2019. Cần ra soát lại công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ là nội dung tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 được Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương tổ chức ngày 21 tháng 1 tại Hà Nội. Trong năm 2018, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 155.583 vụ, phát hiện xử lý 91.867 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 490,27 tỷ đồng, ước trị giá hàng hóa tịch thu chưa bán trên 92,5 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác nắm thông tin dự báo tình hình của thị trường của lực lượng còn bị động, dự báo chuyên sâu còn yếu, thiếu cả về đầu mối và chất lượng thông tin, trình độ nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường còn nhiều yếu kém, chưa có chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bài bản, dẫn đến những thiếu sót, lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, xử lý vi phạm, dễ dẫn đến phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đáng chú ý, đạo đức công cụ của quản lý thị trường đang là một vấn đề nổi cộm, đáng lo ngại như hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, cá nhân khi hoạt động công vụ.
Bước sang năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề ra định hướng Tổng cục Quản lý Thị trường phải là cơ quan chuyên trách kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường. Lực lượng có trách nhiệm không chỉ kiểm tra trên khâu lưu thông mà cả khâu sản xuất. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp. Cùng với việc biết múa xoan, thì phụ nữ Sarai hay Pana phải biết dệt thổ cẩm. Nét đẹp văn hóa mà tổ tiên để lại đã được nhiều người dân ở các làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì đến tận bây giờ. Mỗi khi rảnh rỗi, chị em lại miệt mài bên khung dệt để làm ra tấm áo, chiếc váy, chiếc khăn cho chồng, cho con, hay để dành tặng bà con họ hàng, thậm chí là bán để kiếm thêm thu nhập. Chúng ta hãy đến với xã Iaka, huyện Chư Pa để cùng tìm hiểu về nét đẹp văn hóa này của chị em nơi đây thông qua câu lạc bộ dệt thổ cẩm đã được thành lập và duy trì trong gần 10 năm qua. Cùng với việc tranh thủ dệt ngay tại nhà, những lúc mùa màng rảnh rỗi như phụ nữ ở làng Mơ Rông Dố 2, xã Iaka lại tụ tập tại nhà một chị em để cùng nhau dệt. Qua đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ trong từng công đoạn xe chỉ, dệt vải, phối màu, các chị em đã làm ra những sản phẩm đặc sắc với nhiều loại văn hoa, họa tiết mô phỏng mái nhà rông, hoa pơ lan, rừng núi, chim muông, chiền ké, cây nêu, v.v. Thông qua những đường nét, màu sắc, hình khối ấy đã toát lên sự khéo léo, giản dị nhưng cũng rất mộc mạc, khỏe khoắn như khí chất của người Sarai. Thấy mấy cô làm dệt may này thích kiểu như làm như hoa văn, nét dân tộc của mình độc đáo, nhiều sắc đẹp, muốn học dệt may rồi sau này nếu mình học được thì mình dạy lại cho các con mình học thêm nữa của mình đó. Nên không bỏ được về, ý là người ông cha mình để lại, mình muốn học là con cháu mình sau này cũng học luôn. Nhằm gìn giữ và phát huy các nghề truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc được trao truyền qua bao thế hệ, câu lạc bộ dệt thổ cẩm xã Iaka được thành lập từ năm 2010. Từ 47 chị em tham gia, đến nay đã thu hút gần 100 phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi ở các làng tham gia. Không chỉ là nơi sinh hoạt bổ ích, giúp chị em chia sẻ kinh nghiệm quý báu về nghề dệt thổ cẩm, từ đó thêm gắn kết, mà thông qua câu lạc bộ còn góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của người Sarai. Và đây cũng chính là địa điểm thú vị mà nhiều du khách muốn tham quan tìm hiểu khi đến với Iaka. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, các tiên tăng cường quản lý xe vận chuyển hàng hóa trong dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, tuy không phải là địa bàn trọng điểm về giao thông, nhưng thường dịp cuối năm số phương tiện giao thông, đặc biệt xe trọng tải ra vào vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con tăng cao. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cát Tiên đã thực hiện các giải pháp hiệu quả trong kiểm tra xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Tỉnh lộ 721 địa bàn huyện Cát Tiên dịp cuối năm, số lượng phương tiện ô tô lưu thông khá cao, đặc biệt là xe vận chuyển hàng nông sản của người dân cũng tăng lên phổ biến. Vì vậy, nhiều phương tiện chở hàng thường vi phạm quá khổ. Biết chở cao như vậy là vi phạm rồi, nhưng mà đi đường xa mà chở đủ tải đâu có ăn đâu. Nhưng mà bởi vậy phải chất như vậy thì mới đủ tiền trang trị chi phí trên đường. Do chở hàng hóa chủ yếu là vùng nông thôn, do đó ngoài tổ chức tuần tra tuyên truyền, tại một số tuyến giao thông liên xã và đường trọng điểm có đông phương tiện qua lại, Cảnh sát giao thông Công an huyện Cát Tiên phân công chốt chặn, kịp thời phát hiện xử lý xe vi phạm. Thời gian vừa qua thì lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Cát Tiên đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, trong đó đã xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Chúng tôi cương quyết xử lý một số cái trường hợp mà người tham gia giao thông khi mà chưa đủ điều kiện như không có giấy phép lái xe, không mang theo các cái loại giấy tờ. Năm 2018, Công an huyện Cát Tiên xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ và đường thủy với gần 850 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn giao thông vào cao điểm của dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện huy động toàn bộ lực lượng của huyện và công an các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ kiểm soát giao thông. Chúng tôi sẽ thành lập các cái chốt
và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra tải trọng đối với các phương tiện, tăng cường công tác tuần tra, làm công tác trật tự đô thị, dẹp các cái vỉa hè để làm sao để cho đường thông hề thoáng, để mở rộng cái tổng quan sát đối với các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông trên các cái tuyến đường chính cũng như các cái tuyến đường liên thôn liên xã. Cát Tiên là vùng trọng điểm sản xuất lúa, gạo, mía. Thời điểm cuối năm việc kinh doanh sản xuất mua bán, kèm theo đó là các phương tiện ra vào vận chuyển hàng hóa nông sản tăng lên. Nên việc công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền về an toàn giao thông cho người dân và các lái xe là rất quan trọng, góp phần đảm bảo sự bình yên cho xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.